gửi đến quý vị lời chúc phúc cũng như chúng ta đã biết là một quốc gia có thế mạnh về Việt Nam. Các cái cộng sự cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng rằng là tôi đặt là có 20 cái điểm này ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra luôn á là cái điểm online á là trên cái WeCommerce các cái game đó, nơi đó để người tiêu dùng tin tưởng hơn. Và đặc biệt cái quan trọng thứ hai nữa là làm sao mà để cho người nông dân á họ vừa là sản phẩm không có nguồn gốc. Vì thế là hôm nay xin phép em mặt tiền cảm ơn các anh. Cứ giãn đi.